tâm minh hạnh, từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Uka sát mát yang phan tê tí sát rát nê na sá ha át thang gá sá man na gá tăng u bô sát thang yá chá má đu tí yam bí mát yang phan tê tí sát rát nê na sá ha át thang gá sá man na gá tăng u bô sát thang yá chá má tá tí yam bí mát yang phan tê tí sát rát nê na sá ha át thang gá sá man na gá tăng u bô sát thang yá chá má. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa minh hạnh. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Bụt hằng saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật. Buddhang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Dhammang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy Pháp. Sáng thăng saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y tăng. Sáng thăng saranam gacchami, đệ tử nguyện quy tăng. Dutiyambi buddhang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyambi buddhang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyambi dhammang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Dutiyambi dhammang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp. Dutiyambi sanghang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng. Dutiyambi sanghang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng. Tatiyambi buddhang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyam bhikkhutang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyam bi dhammang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyam bhikkhutang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyam bi sankhang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng. Tatiyam bi sankhang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng. Ba na ti ba ta về ramani sĩ khả bà đăng sama giyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata quê Jamani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinna Dana quê Ramani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinna dana quê Ramani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Apramacharya quê Ramani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Abrahmacharya ve chamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musa vada ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada ve chamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura merayamachappama dathana ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Sura me sayama chappama dathana ve chamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikala phusana ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikalapochana ve chamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Natya gita vanita visu gadasana mala gantha vide bhata dharana mandana vipu sanathana ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Natchagita wa ditawisu kadasana malagan tawile panatha chanaman dana vifu sanatana we chamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ucca sinana maha sinana ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang.
Ucha sayana maha sayana we chamani sikha padang samadhiya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Imang athang gassamman na gattang puthapan nyatang upo sathang imang charating imang chadiwasang sammadewa afirakitum sammadiya mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha bada ni upo sa si vala se na iman jaratan na iman jiti vasang sa tukang katoa ap mama de na samma rakhitabang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới hải chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay chẳng nên vui. A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Si la na su ga tan yan ti, si la na phu ga sam ba da, si la na ni pu tan yan ti, tas ma si la ngui so tha ye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là tản duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Xa thủ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bào từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo Tịnh Thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng Tăng Bảo đức lành từ dung. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddha na bhave na sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma na bhave na sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha na bhave na sada sati bhavantu te. Tất cả các bạn có đến người cầu xin chư thiên hỗ trợ đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự hành lễ thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tịnh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ, sa thụ, lành thai, lành thai. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Và con thành kính đảnh lễ Ngài Tuệ Siêu cùng chư tôn đức. Và sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya.
Kính cảm ơn Huệ Ngọc. Nam mô Bức Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bút Tháp Tham Má trên mạng Internet qua Paltalk, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Thanh Thủy hành kính đảnh lễ chư công đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ sáu, ngày 19 tháng 2 năm 2021. Phật lịch 2564. Bài học hôm nay: Giáo trình Trung Bộ Kinh Maccima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng, bài 111, Kinh Bất Đoạn, Anuppadasutta, phân đoạn 534 đến 536, sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thần thần tòa minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bức Tha. Chúng kính cung thỉnh thần tòa giác đẳng giảng nhập cho bài học ngày hôm nay. Xin kính cung thỉnh ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính thưa đại chúng ta tu sư, đại lễ chư tôn đức, thưa chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, như thường lệ, hầu hết các phẩm ở trong Trung Bộ Kinh, ở Trung Bộ Kinh có 152 bài kinh, thì hầu hết các phẩm, mỗi phẩm gồm có 10 bài kinh. Và chúng ta đã đang học bài học ngày hôm nay, bước qua phẩm mới. Phẩm này cũng có tên là Anupada, tức là ở đây dịch là bất đoạn, nhưng mà bất đoạn có nghĩa là không có bị gián đoạn. Tuy nhiên hiểu bất khác, tức là chúng ta nói rằng từng bước một, dạ từng bước một, tức là tiếp tục đi tới. Và tên của phẩm này Anupada Vakka cũng là tên của bài kinh mà chúng ta học ngày hôm nay. Bài kinh này là một cái trường hợp rất là đặc biệt. Bản thân của Đức Phật là bậc vô thượng điều ngự. Ngài đã tán thán một đệ tử, và vị đệ tử đó không ai khác hơn là tôn giả Sariputta, mà chúng ta được biết là tôn giả Xá Lợi Phất. Ở trong dự án Xá Lợi Phất hay là Xá Lợi Tử là một vị tôn giả mà hầu như cả hai truyền thống Nam truyền và Bắc truyền, kinh Pali cũng như kinh chữ Hán đều có đặc biệt đề cập đến ngài. Nhưng mà riêng ở trong bài kinh này thì Đức Phật ngài kể lại cái hành trình tu chứng của tôn giả trong vòng nửa tháng. Mà cái đặc biệt của vị này là vị thành tựu một cách trọn vẹn cả hai phương diện chỉ và quán. Từng bước một thành tựu các thiền chứng, nhưng mà rồi với cái trí tuệ siêu việt, vị này đã hồi quán lại, đã nhìn lại các thiền chứng này và không có bị dính mắc chấp kẹt vào những cái thiền chứng này. Có thể nói rằng đây là một ở trong những cái pháp rất là đặc biệt. Phần thiền trong Trung Hoa gọi là vô sở trụ, tức là không có có thành tựu, có chứng đắc, có đi đến nhưng mà lại không có bị vướng mắc vào, và dùng cái thiền chỉ để đạt đến thiền chứng, nhưng mà gọi là dùng cái thiền quán để có thể nhìn thấy cái bản chất vô thường, rộng không của các pháp. Thì có thể nói rằng đây là một trường hợp rất là đặc biệt, và cũng rất hiếm chúng ta nghe trường hợp một vị chánh đẳng chánh giác như Đức Phật khen ngợi người một đệ tử, và với những cái lời khen mà chúng ta nói rằng không có thể tìm thấy ở bất cứ
một đệ tử nào khác tương tự như vậy. Về cả hai phương diện, trí tuệ tu chứng cũng như là khả năng quản diện chánh pháp. Bây giờ mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh, và sau đó thì chúng ta sẽ được nghe ý nghĩa rộng rãi từng chi tiết của bài kinh này từ Trư Đạo Tổ Siêu, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng, con xin đọc bài. Bài 111 Kinh Bất Đoạn Anuppada Sutta phân đoạn 534 đến 536. Chú thích dẫn nhập. Chữ Anuppada có nghĩa là từng bước một. Đây là từ mà Đức Phật dùng để nói về sự hành trình giác ngộ giải thoát của tôn giả Sariputta, vị thường thủ thiên văn đệ nhất về trí tuệ. Trong quá trình tu chứng này, tôn giả đã quán chiếu từng bước một bằng tuệ giác, một sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chỉ và quán, để cuối cùng đạt đến chỗ viên mãn giác ngộ với chánh trí tuyệt luân. 534, lời ngợi khen cao tột của bậc đạo sư, tôn giả Sariputta là bậc thường thủ thiên văn đệ nhất trí tuệ của Đức Phật. Với những ngôn từ mỹ diệu, cao tột Đức Phật tán thán trí tuệ của người đệ tử này. Kinh văn: như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Sawatthi, xá vệ tại Chetawana Kỳ Đà Lâm, tịnh xá ông Anna Athapindika cấp cô độc. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các vị kheo, Sariputta, Xá Lợi Phất là bậc hiền trí. Này các vị kheo, Sariputta là bậc đại tuệ. Này các vị kheo, Sariputta là bậc quảng tuệ. Này các vị kheo, Sariputta là bậc hỷ tuệ. Ha Su Pan Nha, này các vị kheo, Sariputta là bậc tiệp tuệ. Cháu Quán Náp Tăng Nha, này các tỳ kheo, Sariputta là bậc lợi tuệ. Thích Khắp Tăng Nha, này các tỳ kheo, Sariputta là bậc quyết trạch tuệ. Nít Bê Thích Khắp Tăng Nha. 535, tuệ giác phán chiếu từng bước chân đi tới thiền định từ sắc giới đến vô sắc giới, và cuối cùng là diệt thọ tưởng định, được tôn giả Sariputta khéo tu tập và chứng đắc. Chẳng những vậy mà ở mỗi thiền chứng, Ngài đã dùng thắp sáng tuệ giác bằng sự quán chiếu để nhận ra bản chất vô thường, vô ngã của các hành. Đây là sự kết hợp tuyệt đỉnh của hai pháp chỉ và quán. Kinh văn: này các tỷ kheo, cho đến nửa tháng Sariputta quán bất đoạn pháp quán. Này các tỳ kheo, đây là do bất đoạn pháp quán của Sariputta. Ở đây, này các tỳ kheo, Sariputta ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Và những pháp thuộc về thiền thứ nhất như tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm và xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tinh tấn, niệm, xả, tác ý. Các pháp ấy được an trú bất đoạn. Các pháp ấy được Sariputta biết đến khi chúng khởi lên, được Sariputta biết đến khi an trú, được Sariputta biết đến khi đoạn diệt. Sariputta biết rõ như sau: như vậy, các pháp ấy trước không có nơi ta, nay có hiện hữu, sau khi hiện hữu, chúng đoạn diệt. Sariputta đối với những pháp ấy, cảm thấy không luyến ai, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hề lụy, an trú với tâm không có hạn chế. Sariputta biết, còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối với Sariputta, còn có nhiều việc phải làm hơn nữa.
Lại nữa, này các tỷ kheo, Sariputta diệt tầm và tứ, chứng đạt và ăn trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Và những pháp thuộc về thiền thứ hai như nội tỉnh, hỷ, lạc, nhất tâm và xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tinh tấn, niệm, xả, tác ý. Những pháp ấy được an trú bất loạn, các pháp ấy được Sariputta biết đến khi chúng khởi lên, được Sariputta biết đến khi chúng an trú, được Sariputta biết đến khi chúng đoạn diệt. Sariputta biết rõ như sau: như vậy, các pháp ấy trước không có nơi ta, nay có hiện hữu, sau khi hiện hữu, chúng đoạn diệt. Sariputta, đối với những pháp ấy, không luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. Sariputta biết còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối với Sariputta còn có nhiều việc phải làm hơn thế nữa. Lại nữa, này các tỷ kheo, Sariputta ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú thiền thứ ba. Và những pháp thuộc về thiền thứ ba như xả, lạc, niệm, tỉnh giác, nhất tâm và xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tinh tấn, xả, tác ý. Những pháp ấy được Sariputta an trú bất loạn, các pháp ấy được Sariputta biết đến khi chúng khởi lên, được Sariputta biết đến khi chúng an trú, được Sariputta biết đến khi chúng đoạn diệt. Sariputta đối với những pháp ấy không luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hề lụy, an trú với tâm không có hạn chế. Sariputta biết còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối với Sariputta còn có nhiều việc phải làm hơn thế nữa. Lại nữa, này các tỷ kheo, Sariputta xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu, đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, và những pháp thuộc về thiền thứ tư như xả, bất khổ bất lạc thọ, thọ, pasivedana, vô quán niệm tâm, cetaso anapogo, thanh tịnh nhờ niệm, nhất tâm và xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tinh tấn, niệm, xả, tác ý. Những pháp ấy được Sariputta an trú bất đoạn, các pháp ấy được Sariputta biết được khi chúng khởi lên, được Sariputta biết đến khi chúng an trú, được Sariputta biết đến khi chúng đoạn diệt. Sariputta đối với những pháp ấy không luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. Sariputta biết còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối với Sariputta còn có nhiều việc phải làm hơn thế nữa. Lại nữa, này các tỳ kheo, Sariputta dựt lên hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng, nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Và những pháp thuộc về không vô biên xứ như hư không, vô biên xứ tưởng, nhất tâm và xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tinh tấn, niệm, xả, tác ý. Những pháp ấy được Sariputta an trú bất đoạn, các pháp ấy được Sariputta biết đến khi chúng khởi lên, được Sariputta biết đến khi chúng an trú, được Sariputta biết đến khi chúng đoạn diệt. Sariputta đối với những pháp ấy không luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải, không hề lụy, an trú với tâm không có hạn chế. Sariputta biết còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối với Sariputta còn có nhiều việc phải làm hơn thế nữa. Lại nữa, này các tỷ kheo, Sariputta dựt lên hoàn toàn không vô biên xứ, nghĩa rằng thức là vô biên, chứng và
trú thức vô biên xứ, và những pháp thuộc về thức vô biên xứ như thức vô biên xứ tưởng, nhất tâm và xúc, thọ tưởng tư tâm dục thắng giải tinh tấn niệm xả tác ý. Những pháp ấy được Sariputta trú bất đoạn, các pháp ấy được Sariputta biết đến khi chúng khởi lên, được Sariputta biết đến khi chúng đoạn diệt. Sariputta đối với những pháp ấy không luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. Sariputta biết còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối với Sariputta còn có nhiều việc phải làm hơn thế nữa. Lại nữa, này các vị kheo, Sariputta dựt lên hoàn toàn thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì chứng và trú vô sở hữu xứ, và những pháp thuộc về vô sở hữu xứ như vô hữu xứ, xứ tưởng, nhất tâm và xúc, thọ tưởng tư tâm dục thắng giải tinh tấn niệm xả tác ý. Những pháp ấy được Sariputta an trú bất đoạn, các pháp ấy được Sariputta biết đến khi chúng khởi lên, được Sariputta biết đến khi chúng an trú, được Sariputta biết đến khi chúng đoạn diệt. Sariputta đối với những pháp ấy không luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. Sariputta biết còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối với Sariputta còn có nhiều việc phải làm hơn thế nữa. Lại nữa, này các tỷ kheo, Sariputta dựt lên hoàn toàn vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Với chánh niệm, Sariputta xuất khỏi định ấy. Sau khi với chánh niệm xuất khỏi định ấy, Sariputta thấy các pháp ấy thuộc về quá khứ, bị đoạn diệt, bị biến hoại. Như vậy, các pháp ấy trước không có nơi ta, nay có hiện hữu. Sau khi hiện hữu chúng đoạn diệt, Sariputta đối với những pháp ấy cảm thấy không luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hề lụy, an trú với tâm không hạn chế. Sariputta biết còn có những còn có giải thoát hơn thế nữa. Đối với Sariputta còn có nhiều việc phải làm hơn thế nữa. Lại nữa, này các vị kheo, Sariputta vượt khỏi hoàn toàn phi tưởng, phi phi tưởng xứ, chứng và an trú diệt thọ tưởng định. Sau khi thấy giới trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận. 536. Bậc trưởng tưởng ưu tú của Đức Điều Ngự, tôn giả Sariputta chẳng những là bậc thượng trí trong hàng đệ tử ưu việt của Đức Phật, mà còn được xem là người hoàn toàn có tư cách thay mặt Đức Phật quảng diễn chánh pháp. Kinh văn: giới chánh niệm, Sariputta xuất khỏi định ấy. Sau khi giới chánh niệm xuất khỏi định ấy, Sariputta thấy các pháp thuộc về quá khứ, bị đoạn diệt, bị biến hoại. Như vậy, các pháp ấy trước không có nơi ta, sau có hiện hữu, sau khi hiện hữu chúng đoạn diệt. Sariputta đối với các pháp ấy cảm thấy không luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không hạn chế. Sariputta biết không có sự giải thoát nào vô thượng hơn thế nữa. Đối với Sariputta không có việc phải làm nhiều hơn thế nữa. Này các tỷ kheo, nếu nói một cách chân chánh, một người có thể nói về người ấy như sau: người này được tự tại, được cứu cánh trong thánh giới. Được tự tại, được cứu cánh trong thánh định. Được tự tại, được cứu cánh trong thánh tuệ. Được tự tại, được cứu cánh trong thánh giải thoát. Nói một cách chân chánh về Sariputta, người ấy có thể nói như sau: Sariputta được tự tại, được cứu cánh trong thánh giới. Được tự tại, được cứu cánh trong thánh tuệ. Được tự tại, được cứu cánh trong thánh giải thoát. Nói một cách chân chánh về Sariputta, người ấy có thể nói như sau: Sariputta được tự tại, được cứu cánh trong thánh giới. Được tự tại, được cứu cánh trong thánh định.
được tự tại được cứu cánh trong thánh tuệ, được tự tại được cứu cánh trong thánh giải thoát. Này các vị kheo, nếu nói một cách chân chánh, một người có thể nói về người ấy như sau: người này là con chánh tâm của Thế Tôn, sanh ra từ niệm, sanh ra từ pháp, do pháp hóa thành, thừa tự chánh pháp, không thừa tự vật chất. Nói một cách chân chánh về Sariputta, người ấy có thể nói như sau: Sariputta là con chánh tâm của Thế Tôn, sanh ra từ miệng, sanh ra từ pháp, do pháp hóa thành, thừa tự chánh pháp, không thừa tự vật chất. Sariputta, này các tỷ kheo, chân chánh chuyển pháp luôn vô thượng đã được Như Lai chuyển dẫn. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị tỳ kheo quan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo giác đẳng. Và chúng con đã đọc xong bài và kính cung thỉnh. Sau đây kính cung thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu giảng dạy bài học hôm nay. Kính thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu. Trường tập tập siêu trường tọa có nghe được không? Nếu mà trường tập tập siêu đang ở trước máy và nghe được, xin trường tọa có nghĩ cầm mic để bắt đầu cho pháp thoại ngày hôm nay. Xin hỏi vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bụt Thầy, kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng, kính chào Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái bài kinh đây là cái bài kinh có cái tựa đề được dịch theo cái nghĩa bóng. Vì cái chữ anh đúng và đá ở đây có nghĩa là từng bước. Trong bài kinh mình thấy nó rõ ràng, và cái chữ anh đúng và đá đó ở trong ở luật tạng trong giới bổn thì kheo cũng có xài cái từ. Vì tỳ kheo mà dạy dạy kệ cho người chưa tu lên bậc trên, chưa thọ tụng cụ tốt giới, thì
cứ từng câu vậy là phạm phạm một tội vậy. Anh Đức Bà Đăng, anh Đức Bà Đăng. Và cái nghĩa thật của chữ này đó, cái chữ Bát Đa có hai nghĩa, cứu là câu như là Tham Bát Đa là pháp cứu là câu, mà chữ Bát Đa cũng có nghĩa là bước chân. Do đó ở đây chúng tôi không hiểu tại sao người dịch là bất đoạn. Thôi cái chuyện đó thì chúng ta biết vậy là được rồi. Bây giờ chúng tôi nói qua cái phần nội dung. Ở đây thưa quý vị, một cái điều rất là Đức Phật, một vị đạo sư, và Ngài lại đi 8 tháng một vị đệ tử. Cái này có lý do chứ không phải là không có lý do. Ở đây thưa quý vị, trong chú giải có giải thích trong đệ tử của Đức Phật có những vị trưởng lão khác, các vị đó cũng có một cái đức hạnh đặc biệt. Như là Ngài Mahamoggallana thì Ngài đệ nhất về thần thông, và thần thông ấy, cái hạnh đức ở đó, cái hạnh đức đó được hiển lộ Guru Pakato. Tôn giả Mahakasapa là đệ nhất về Đầu Đà Thutapado, ngài Anuru, trưởng lão Anuruddha đệ nhất về Thiên Nhãn Dipachakhukhu, trưởng lão Upali thì đệ nhất về trì luật Vinayatharo, trưởng lão Rewata đệ nhất về thiền và quan hỷ thiền Chaji Chana Phirato, và tôn giả Ananda đệ nhất về đa văn và Bahusuto. Thì mỗi vị trưởng lão thân đệ tử Đức Phật đó, đều có một cái hạnh đức đặc biệt. Nhưng trong trường hợp này vì sao mà không, Đức Phật này không có đặc biệt trình bày về cái hạnh đức của các vị ấy như là tôn giả Sariputta?
Ở đây thưa quý vị, ở trong chú giải có nói cái câu như thế này nè: Ê quang tê sang tê sang thê ra năng tê tê cú na ba ba ca tạ. Đối với những vị trưởng lão ấy, cái hạnh đức của các vị hiển lộ, Sariput Tathirasa Pranat Apakata, nhưng mà cái hạnh đức của trưởng lão Saruta thì không có hiển lộ. Kasma, tại sao? Banyavatohi Guna Nasaka Akathita Chanitung, là vì cái hạnh đức của cái bậc trí tuệ không thể nói ra để biết, không thể nói ra để người khác biết. Cái kia nó có hình thức, một vị sống đầu đà hay là một vị có thần thông hoặc là một vị đa văn vân vân, thì cái đó người ta nhìn vào cái, hoặc là nghe vị đó thuyết pháp, nghe vị đó nói chuyện là hiểu, là biết. Nhưng mà cái trí tuệ của bậc tướng quân chánh pháp như ngài Sariputta thì cái trí tuệ là vượt lên, không không có vị thinh văn nào mà có cái trí tuệ như ngài Sa Lợi Phất. Cho nên cái đó không có hiển lộ được. Và chính vì vậy ý tí phát qua, chính vì vậy mà Đức Thế Tôn ngài mới nghĩ rằng Sariputta sát Gune Kathesami. Chính vì vậy mà Đức Thế Tôn ngài nghĩ rằng ta sẽ nói cái hạnh đức của Sariputta. Nhưng mà khi mà ngài nói cái hạnh đức của ngài Sariputta đó, thì ngài cũng phải tùy cái hội chúng. Sapphaga Prisaya Sanipatang Agamesi, ngài đã đi đến nơi cái hội chúng mà có sự hòa đồng với ngài Sariputta, tụ họp lại thì ngài mới thuyết. Bởi vì người Visapaga Pukala Nam Hisantike Wanakathe Sung Nawatati. Còn đối với những người mà họ không có hòa đồng với ngài Sariputta đó, thì những người đó không thể trước mặt họ mà tán thán ai được, bởi vì những người này đó là đối với người họ không có khen những người đáng khen, và những người không đáng khen thì họ lại khen. Cho nên vào một ngày mà cái hội chúng hòa đồng với vị trưởng lão đã tụ họp, Đức Thế Tôn là thấy như vậy thì ngài mới nói lên lời tán thán. Bậc đạo sư nói lên lời tán thán
vị đệ tử ưu tú của mình giữa cái hội chúng đó. Thì đó là cái phần khởi đầu chúng tôi muốn trình bày để dạ quý Phật tử có còn nghe được không? Sao quý Phật tử, quý vị có còn nghe Thượng tọa Thiền sư nói không vậy? Bạch Thượng tọa Thiền sư, Thượng tọa Quan Hỷ cầm mic lại trong room không còn nghe được nữa. Xin lỗi, quý vị có nghe được chúng tôi nói chưa? Dạ, xin cảm ơn. Ở đây thưa quý vị, trong trường hợp này, cái điểm thứ hai đó mà chúng tôi muốn nói là đối với các vị A-la-hán thịnh vọng khác, các vị đệ tử khác của Đức Phật, không có ai mà chỉ quán song tu như là tôn giả Sariputta. Những vị khác thì thiền chỉ thì thiền chỉ, mà thiền quán thì thiền quán. Và khi mà chứng thiền chỉ á, thì các vị đó thứ lớp từ sơ thiền rồi bỏ tầm tứ chứng nhị thiền rồi bỏ hỷ chứng tam thiền rồi xả niệm bỏ lạc xả niệm thanh tịnh chức vũ thiền, vừa qua sắc tưởng sắc đối ngại vị đó nghĩ rằng hư không là vô biên rồi chứng được không vô biên xứ, tiếp tục chứng được thức vô biên xứ, vô tưởng xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, các vị đó chứng đắc thiền định tuần tự như vậy. Còn riêng ngày Xá Lợi Phất á, thì Đức Phật ngài với tâm của mình biết rõ tâm của tâm tu chứng của vị đệ tử này, cho nên được gọi là ngài nói rằng này các tỳ kheo Sariputta là bậc đại tuệ, là bậc quán tuệ, là bậc hỷ tuệ,
là bậc tri tuệ, là bậc lợi tuệ, là bậc quyết trạch tuệ. Ngài dùng những cái từ đó để ngài nói là bởi vì tôn giả Sa Môn Tát khi mà ly dục ly bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tướng, và những pháp mà thuộc về thiền thứ nhất như là tầm tứ hỷ lạc, nhất hành, xúc thọ tưởng tư, tâm dục thân giải, tinh tấn, niệm xả, tác ý, các pháp ấy được an trú được Sariputta biết đến khi những pháp ấy khởi lên. Lúc mà khởi lên ngài cũng biết. Được ngài Sariputta biết đến khi trú, khi trụ, những cái pháp ấy được trụ, được an trụ, ngài biết. Được Sariputta biết đến khi mà những pháp đó đoạn diệt. Sariputta biết rõ như sau: như vậy là các pháp ấy trước không có nơi ta, nay có hiện hữu, sau khi hiện hữu chúng đoạn diệt. Ngài có cái trí tuệ, ngài ghi nhận như vậy. Cái này gọi là cái pháp của si, của si được gọi có tự tại của ngài Sariputta. Cho nên ở trong cái bài kinh mà cái khu rừng Vô Sinh Gá đó, chính ngài Xá Lợi Phất ngài đã trả lời câu hỏi của các vị tôn giả kia, mỗi một vị nói một cách theo ý nghĩ của mình. Ngài Xá Lợi Phất ngài nói rằng ở vị tỳ kheo mà thuần thục trong thiền định muốn xuất cái loại thiền nào thì nhập xuất tự tại, không có trở ngại, thì vị đó sẽ làm chiếu sáng cái khu rừng Vô Sinh Gá. Và ở đây Đức Phật ngài nói tiếp: Sariputta đối với những pháp ấy không cảm thấy có luyến ái, cũng không có chống đối, không bị trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. Là cái điểm thứ hai mà cái tuệ quán của ngài ở đó. Thứ ba đó, điểm thứ ba là sau khi chứng được thiền đó, tôn giả Sariputta biết rằng còn có sự giải thoát hơn thế nữa, còn có nhiều việc phải làm hơn nữa. Cứ mỗi một tầng thiền như vậy, sau khi chứng và trú thiền đó rồi, nhập thiền đó rồi, thì ngài Sariputta ngài đã dùng trí để quán xét như vậy. Đây là cái điểm đặc thù của tôn giả Sariputta mà ở các vị tôn giả khác không có. Chính vì cái chỗ này được gọi là cái hạnh đức Guna của tôn giả Sariputta. Có thể những vị tỳ kheo khác những vị A-la-hán khác vẫn biết rằng tôn giả Sariputta có thiền, có khả năng nhập định và nhập diệt thọ tưởng định,
Nhưng mà các vị tôn giả đó không có biết được cái hạnh đức đặc biệt của tôn giả Sơ Tát sau mỗi một thiền chức. Tôn giả Sơ Quý Tá đã suy nghĩ như vậy, đã quán xét như vậy, đã thấy như vậy, đã biết như vậy. Chỉ có Đức Phật là mới rành rẽ về cái chỗ này. Cho nên chính vì chỗ đó để làm hiển lộ cái hạnh đức của một vị đệ tử ưu tú là một vị Akasavaka, là thượng thủ tinh văn. Ngài thì Đức Thế Tôn, Ngài mới nói đến cái hạnh đức của tôn giả Sư Tá cho chư tỳ kheo nghe. Và lại nữa này, các tỳ kheo, Sariputta diệt tầm tứ chứng đạt vạn trú thiền thứ hai là trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Thì sau khi chứng được nhị thiền này đó, thì Ngài Sariputta Ngài cũng dùng cái trí tuệ khởi lên cái tuệ quán, những cái pháp, những cái danh pháp và thuộc về thiền thứ hai được an trú một cách từng bước từng bước. Các pháp ấy được Sariputta biết đến khi chúng khởi lên, biết đến khi chúng được trú, được trụ, biết đến khi chúng đoạn diệt. Sariputta biết rõ như sau: như vậy là các pháp ấy trước không có nơi ta, nay có hiện hữu, sau khi hiện hữu chúng đoạn diệt, Ngài biết rõ. Cho nên đối với những pháp đó, Ngài không có luyến ái, không có chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không có hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. Sariputta còn biết nữa là còn có sự giải thoát hơn thế nữa, còn có nhiều việc phải làm hơn thế nữa. Tức là cứ mỗi mỗi từng thiền như vậy, tôn giả Sariputta đều có cái tuệ quán khởi lên để nhận diện được mỗi mỗi một cái pháp thiền. Đây là cái hạnh đức tự tại trong thiền của tôn giả Sariputta. Tự tại gọi là Vassi, cái pháp Vassi thế gì? Không phải là vị nào chứng thiền cũng có thể, cũng có được cái sự tự tại đó đâu. Đây mới gọi là một điểm đặc biệt của tôn giả Sariputta. Rồi đến cái thiền thứ ba này, các tỳ kheo Sariputta ly hỷ trú xã chánh định giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xã niệm đạt trú, chứng và trú thiền thứ ba. Và những cái pháp mà thuộc về thiền thứ ba nó khởi lên, những pháp ấy được tôn được Sariputta an trú tuần tự. Các pháp ấy được Sariputta biết đến khi chúng khởi lên, khi biết đến khi chúng an trú, biết đến khi chúng đoạn diệt. Chữ chúng ở đây đó là ám chỉ cho những danh pháp tương ứng với thiền, với tâm thiền, như là xả, lạc, niệm, tỉnh giác, nhất hành, xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thân, giải.
tinh tấn xả và tác ý. Chữ chúng ở đây chúng ta phải hiểu cái chữ chữ đó. Khi mà những pháp đó khởi lên, ngài Sariputta biết, biết được. Khi mà những pháp đó đang trụ, ngài biết. Khi mà những pháp đó bị đoạn diệt, ngài biết. Ở đây chữ đoạn diệt là chúng ta phải hiểu là với tâm thiền chứng, với những cái pháp tương ưng với thiền chứng đó, nó khởi lên được ngoại diệt đó là Anicca Vatasankara, tức là pháp vô vi là vô thường. Và chính vì vậy mà tôn giả Ananda khi mà ngài trả lời cái câu hỏi của ông Thiện Nam tên gọi là Dasma, ông đến từ cái thành Athaka Nagara, rồi ông hỏi ngài Ananda, Đức Thế Tôn có dạy một pháp môn mà chỉ với một pháp môn đó vị tỳ kheo có thể chứng đắc niết bàn, đạt đến cứu cánh hay không? Thì ngài sẽ là Phật. Ngài Ananda, ngài trả lời, vị tỳ kheo chứng trú sơ thiền, thấy sơ thiền đó là pháp vô vi. Mà cái gì là pháp vô vi? Thời đó là vô thường, nó biến hoại, là một. Rồi dần dần sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vi vi xứ, thức vô vi xứ, vô sự xứ, rồi từ vi hỷ xả, tất cả 11 pháp khi mà nó khởi lên, vị tỳ kheo mà thấy được cái pháp mà mình chứng đó, nó là pháp vô vi, là vô thường biến hoại, thì vị đó sẽ nhàm chán, vị đó không dính mắc, không chấp trước, và vị đó sẽ đạt đến cái sự giải thoát. Cho nên ông Thiện Nam Dasaka đó, Dasma đó, ông rất là quan hỷ. Ông nghĩ rằng, ông nói rằng là như một người chỉ đến hỏi một cái hầm châu báu mà được người ta chỉ cho 11 hầm châu báu. Cũng vậy, con chỉ hỏi tôn giả có một pháp thôi, như vậy tôn giả Ananda đã chỉ cho con tới 11 pháp, quán cái nào cũng được, cứ quán vô thường, quán vô thường, vân vân. Chúng tôi dẫn chứng đoạn đó để cho chúng ta thấy rằng là ở đây, nếu như một người có cái trí tuệ, đương nhiên là chúng ta chỉ có cái trí tuệ theo cái hạn hữu của chúng ta thôi, chứ không có thể nào là người mà có cái trí tuệ giống như là tôn giả Sariputta được. Khi mà chúng ta thành tựu một cái thiện pháp nào, chúng ta không nên chấp thủ, luyến ái, dính mắc với cái thiện pháp đó, mà chúng ta cần phải thấy rõ cái thiện pháp này vẫn còn là pháp vô vi, nó là vô thường, biến hoại, nó sanh khởi rồi nó cũng phải đoạn diệt. Cái điểm này là một điểm mình liên quan đến bài học, cho nên chúng tôi muốn trình bày ở đây để thêm cho các vị nghe và chúng ta cứ theo đó mà tu tập.
Và ngài Sariputta, cứ mỗi một cái pháp, mỗi một cái thiền chứng ngài chứng đạt được, thiền chứng khởi lên ngài biết rõ, thiền chứng được an trụ an trú ngài biết rõ, thiền chứng bị hoại diệt ngài biết rõ. Cho nên ngài không có luyến ái cái thiền chứng đó, ngài không có bị trói buộc cái thiền chứng đó, và ngài được cái tâm giải thoát, ngài không có hề lụy. Và ngài còn biết rõ là còn có cái sự giải thoát hơn thế này nữa, tức là thiền chứng này đạt được, nhưng mà ngài còn biết rõ có một cái thiền chứng khác cao hơn. Cho nên ngài cứ đi tuần tự như vậy. Bởi vì Anupada từng bước, ví như một người họ muốn đi đến nhà, đi về nhà, cái chặng đường dài đó, khi họ đi được 1 km, họ không dừng lại ở đó, mà họ biết rằng là còn cái đoạn đường phải đi nữa, cho nên họ tiếp tục đi tới cái km thứ 2, km thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 rồi. Đi cho đến khi nào bước vào cái ngôi nhà của mình thôi. Ở đây là điều mà chúng ta phải kinh nghiệm, chúng ta phải rút kinh nghiệm, là khi mà chúng ta có được một cái sự thành tựu nào đó ở trong cái sự tu tập, chắc chắn rằng bây giờ là chúng ta chứ không thể thành tựu được thiền định rồi. Nhưng mà chúng ta khả dĩ có được những cái sự thành tựu, chẳng hạn như là chúng ta học thuộc một bài kinh, hay là chúng ta có cái trí tuệ hiểu được một bài kinh, chúng ta không nên dừng lại ở đó. Ở trong cái bài kinh mà cái lỗ cây ấy, Đức Phật ngài cũng dạy vị tỳ kheo như vậy, không dừng lại. Một vị tỳ kheo giữ giới thanh tịnh, nhờ sự giữ giới thanh tịnh đó mà vị đó được an lạc. Nhưng mà vị đó không có dừng lại, không có tự tán hủy tha vì cái giới hạnh của mình, mà chê người, tự khen mình chê người, vì đạt được cái đó chỉ mới đạt được cái vỏ cây của chánh pháp thôi. Vì đó phải tu tiến thiền định. Nhưng mà khi chứng được thiền rồi thì vị đó cũng không có dừng lại ở đây, không có vì luyến ái thiền, chấp thủ thiền, hệ lụy thiền, rồi sanh ra ngạo mạn, tự tán quỷ tha. Vị đó phải biết rằng là mới đạt được cái thiền chứng thì chỉ như là cái vỏ trong của chánh pháp. Khi vị đó đạt đến một cái tri kiến hiểu biết về các pháp, với cái tri kiến này vị đó phải biết rõ là còn có những việc cần phải làm hơn nữa, chứ vị đó không dừng lại ở chỗ này và tự cho rằng mình đã đạt đến cái sự thù thắng rồi sanh tâm tự tán quỷ tha, vì cái này chỉ mới đạt được cái giác cây của chánh pháp. Chỉ khi cho đến bao giờ, chỉ khi nào mà vị đó diệt trừ các lậu hoặc và tâm được giải thoát với tâm tư biết rõ sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sao đời sống này không được đời sống khác, thì lúc đó
vì này mới thật sự gọi là đạt được cái lỗi cây và chánh pháp. Cho nên chúng ta có thể nhớ lại để chúng ta so sánh và chúng ta biết được những cái pháp tương đương với cái bài kinh này, những cái sự kiện như vậy, để chúng ta càng có niềm tin chắc thật trong cái sự tu tập của chúng ta. Ở đây khi mà chúng ta nghe Đức Thế Tôn này thuật lại cho các vị tên nghe và người tán thán một vị đệ tử, không phải để chúng ta nghe chơi, không phải để nghe cho có nghe như vậy. Người ta nói rằng cái chuyện đó là chuyện của tôn giả Siddhartha, có ảnh hưởng gì tới mình, không phải như vậy. Mà ở đây chúng tôi muốn gợi ý cho quý vị ở nhiều điểm ở các cái bài kinh để chúng ta hiểu quy tụ, là khi mà chúng ta thành tựu được cái gì, chúng ta cần phải biết cái này trước đây chưa sanh, chưa có, bây giờ cũng có rồi nó đoạn diệt, nó biến mất. Đó là cái sự vô thường, để chúng ta không có cái sự chấp thủ, không có sự hệ lụy, không có sự dính mắc. Rồi chúng ta còn phải biết rõ thành tựu được pháp này, nhưng mà còn có những cái pháp khác cao quý hơn, đặc biệt hơn, thù thắng hơn, còn có những chuyện cần phải làm hơn. Chúng ta cứ như thế thì chúng ta mới có sự tiến bộ được, không có dậm chân tại chỗ, chúng ta không có sai men chiến thắng khi mà chúng ta chưa hoàn toàn chiến thắng đối với giặc phiền não. Và cứ mỗi một đoạn kinh đó, thưa quý vị, là Đức Phật Ngài đều nói lên những điểm này cho đến Sariputta vượt lên hoàn toàn sắc tưởng diệt trừ. Thưa tập tôi siêu, thưa tập quan hệ cầm biết lại, thưa tập vừa mới bị rất biết. Xin quý vị quan hệ chờ đợi trong giây lát, thưa tọa tôi siêu đang gặp trục trặc kỹ thuật. Xin được hỏi thưa tập tôi siêu đã trở lại và có nghe được không? Nếu thưa tập tôi siêu nghe được, xin thưa tập quan hệ cầm biết. Tuy Phật tử, quý vị quan hỷ chờ đợi trong giây lát nha. Sư tòa tôi siêu đang gặp trục trặc kỹ thuật, sư tòa sẽ trở lại. Và trong lúc chờ đợi sư tòa tôi siêu trở lại, chúng tôi xin được tiếp lời. Mà khi nào mà quý vị thấy sư tòa tôi siêu có sự tín hiệu thì quý vị quan hỷ cho biết. Thưa quý vị, trong đời sống tu tập cũng như là đời sống hàng ngày, chúng ta thường
gặp một cái trở ngại rất là lớn, đó là tự mình là kẻ thù của chính mình, tự mình là rào cản của chính mình, tự mình là cái nhà giam của chính mình. Đây là một sự việc rất là trớ trêu, bởi vì nếu chúng ta không có tu học thì chúng ta không có tin vào điều đó. Nhưng mà trong cuộc đời này không ai có thể rào cản chúng ta nhiều hơn chính bản thân của mình. Tất cả những cái trở ngại ở trong sự tiến bộ đều là do bản thân của mình hết. Đôi khi cái rào cản này nó rất là ngọt ngào, rất là êm dịu, ở trong cái hình thức là sự thỏa mãn, sự bằng lòng, quá dễ dãi trong cái sự thỏa mãn. Lấy ví dụ là mình học được một điều gì đó, hay mình làm được điều đó, điều đó thì nó cũng có những cái đáng hoan hỷ, nhưng mà không phải là để điều đáng chúng ta thỏa mãn hoàn toàn, tự mãn, hay hoặc giả là chúng ta nghĩ rằng đó là ta, là của ta. Cái khổ của các pháp hữu vi và cái khổ của một cái tâm không có tu tập đó là chính mình phản bội lấy mình. Lấy ví dụ như là bây giờ một người tuổi trẻ có ngoại hình đẹp đẽ, có được cái học vị, có được cái tài năng nào đó, mình cảm thấy đó là ngã của mình, đó là chính mình, đó là cái gì mà mình đáng hãnh diện. Và sự hãnh diện này nó vô hình trung là khiến chúng ta dậm chân một chỗ, không thể đi tới. Muốn đi tới thì chúng ta phải bỏ lại cái cũ và rời xa cái đã không phải là chuyện dễ dàng. Thậm chí ở trong kinh Đức Phật Ngài đề cập đến bát giải thoát, tức là tám phần giải thoát đó. Một vị mà đắm nhiễm trong năm dục trưởng dưỡng, là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc đó, mà từ bỏ được điều đó để an trú vào trong một trạng thái sơ thiền, ở trạng thái mà được mô tả là hỷ lạc do ly dục sanh. Ly dục sanh ở trên tâm không dính mắc phiền não, tâm dính mắc với năm cảnh sắc thân khí vị xúc đó. Thì cái đó không phải vậy, tại vì tất cả chúng ta đều tham đắm với sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Nhưng mà bây giờ khi mình đã chứng đạt sơ thiền rồi mà để lên một trạng thái là nhị thiền, bỏ trầm bỏ tứ đó, thì thưa quý vị cũng không dễ dàng. Dạ, chúng ta quen một cái nếp nào đó, chúng ta quen với một cái sự thỏa mãn nào đó, và chúng ta không muốn rời chỗ đó. Rồi từ nhị thiền mà lên tam thiền, tam thiền lên tứ thiền, tứ thiền sắc giới, rồi lên không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng. Mỗi một cái khả năng đi tới, một bước đi tới, có nghĩa là cái khả năng rũ bỏ cái cũ. Và rũ bỏ cái cũ không có dễ dàng lắm. Ở đây thì Đức Phật Ngài nêu ra hình ảnh của Tôn giả Xá Lợi Phất, một vị tu rất nhanh, chứng rất nhanh và xả ly rất nhanh. Dạ. Trong ngôn ngữ thiền học của Trung Hoa đó, họ có hai cái từ vựng gọi là vô sở trú và vô sở trụ. Dạ. Dĩ nhiên là nhiều người có thể giải thích cái việc khác nhau, nhưng mà cái sở trụ là khi một người đã đắc chứng và không dậm chân một chỗ, có khả năng quán chiếu, thấy được cái tính cách vô thường và tiếp tục lên được, thì nó không phải là chuyện dễ. Rồi ví dụ như bây giờ chúng ta đang gặp một thanh niên thiếu nữ học hành rất là giỏi và ra trường điểm cao, được một cái công ty bước về để làm với một cái lương rất là hậu hỷ. Thì thứ vị những thanh niên thiếu nữ đó mà chúng ta nói về cuộc đời vô thường, nói về cách phù du cuộc sống, thì không ai nghe chúng ta hết. Cả một cái tương lai màu hồng trước mắt, và đặc biệt nếu người đó có lương cao và
gặp được một người bạn đời ưng ý nữa thôi, chỉ thấy là cuộc đời đó nó chỉ là cái chỗ để chúng ta bám víu vào. Nhưng mà kỳ thật thì ở cái tuổi nào đó, khi mà chúng ta đã kinh qua rất là nhiều những giai đoạn cuộc sống, từ cái tuổi trẻ cho đến những cái đạt, cho đến cái sự giàu có, danh vọng, địa vị, rồi sức khỏe, tới khi mà chúng ta đi đến cái chỗ mà có thể nhìn lại cả cuộc đời của mình qua từng giai đoạn đó, thì chúng ta nhận ra rằng ở trong những giai đoạn đó, dù thành dù bại, dù sang dù hèn, dù vui dù khổ, tất cả đều có một cái bản chất giống nhau là đến đi, có sanh có diệt, và không có trường tồn mãi mãi. Thì nếu chúng ta bỏ tất cả tâm huyết, bỏ tất cả cuộc sống trên một cái gì mà chúng ta nghĩ rằng vĩnh hằng, cái gì mà lâu dài, nhưng mà rồi nó chợt đến chợt đi, thì điều này nó giống y hệt như là một người đi biển mà xây một cái to lâu đài bằng cát rất là tỉ mỉ, rất là công phu, nhưng mà nhiều lắm thì buổi sáng buổi chiều nước rồng nước lớn, khi nước lên khi gió thổi thì những lâu đài đó bay đi hết. Nói như vậy thì dường như rất là bi quan, nói như vậy là dường như rất là yếm thế, nhưng mà thật ra không phải như vậy. Nếu chúng ta nhìn lại tất cả cuộc sống thì nó đều là lâu đài trên cát, phải có đi, phải có sống, phải có cảm nhận thật nhiều mới thấy được rằng nó không có bền vững như là chúng ta nghĩ. Quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút nha, chúng tôi phải coi lại coi trường tọa tôi siêu có trở lại chưa, nếu không có khi trường tọa trở lại mà chúng tôi không biết. Quý vị có nghe chúng tôi nói không vậy? Dạ, xin quý vị hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, thưa quý vị, rất tiếc là thượng tọa thượng siêu đang bị trục trặc và chúng tôi sẽ tiếp lời của thượng tọa. Thưa quý vị, trong cái cương vị là một thầy, một bậc đạo sư, ngài có một cái việc làm rất là tế nhị, làm sao mà những người đệ tử có thể đủ cái tha thiết để hướng đến thành tựu đó, nhưng mà đồng thời cũng có khả năng sau đó là bỏ thứ đó không chấp thủ đi tiếp tục đi tới. Đây là cái khó. Chúng ta lấy cái ví dụ đơn giản là hồi mình còn nhỏ, mình chỉ học tiểu học, mình học lớp 2, rồi mình hướng đến làm sao để lên lớp 3. Nhưng mà nếu lên lớp 3 rồi mình cứ nghĩ là mình lớp 3 đó là cái gì mà mình nằm yên tại đó hoài thì mình có vấn đề, tại vì mình phải bỏ lớp 3 lên lớp 4. Nhưng mà khi mà mình từ lớp 2 lên lớp 3 đó thì mình phải thấy cái lớp 3 nó khác. Dạ, không, mình cũng còn nhỏ lớn, cha mẹ cũng thật là nên có được sự tha thiết để học hành, để có những cái thành tựu. Nhưng mà rồi từ cái sự tha thiết đó mà nó tạo nên cái thái độ tự mãn, thái độ là dậm chân một chỗ, thì quá thật là khó, có vấn đề. Chúng tôi nhắc quý vị là chúng tôi đang nói thay thế cho, nói tiếp lời cho trường tọa tự siêu. Khi nào trường tọa trở lại đó thì quý vị phụ tử quan hệ cho chúng tôi biết. Thì ở cái trường hợp của tôn giả Xá Lợi Phất đó, là ngài ứng một cách diệu dụng
ngày một cái gì dùng cả hai cái chuyện là quán, và tại sao ở đây chúng ta thấy cái giá trị của thiền quán. Ở trong thiền quán đó, thì cho phép hành giả nhìn thấy được tất cả những hiện tượng là hiện tượng, thấy tất cả những gì xảy ra nó chỉ là thế giới của hiện tượng. Ví dụ như là khi mà hình thức cảm giác khó chịu, cảm giác dễ chịu, cảm giác bị trì trệ, cảm giác tiến bộ. Dạ, thưa Thượng Tọa Sư đã trở lại rồi. Dạ, xin được kính thỉnh Thượng Tọa Thượng Sư Hoa Kỳ không biết là kính thỉnh Thượng Tọa. Thứ gì một việc trong internet là được có khi khi được khi không mà. Thì đến khi đi vô sự thì nó có nên cho chúng ta một bài học nó có rất nhiều cái bất định mà chúng ta không được phải có cố định. Chúng tôi xin trở lại cái câu chuyện đó là cái giá trị của thiền quán là ở chỗ này, là dù đó là một thất bại hay đó là một thành công, dù đó là một cái nỗ lực không riêng đâu hoặc đó là một sở đắc chơi của mình, thì hành giả đơn thuần duy trì chánh niệm và bắt mình ghi nhận giúp đỡ với những người nào không chịu cần thì đây là một bài học siêu máu, chúng tôi nhận được một bài học siêu máu để đạt tới đến một phần một cái vị thiền sinh khi mới vào trong thiền thiền nhiều khi cảm thấy rất là lạc lõng, rất là trống rỗng, cảm thấy rất là khó chịu. Và trong thời gian lạc lõng cảm thấy khó chịu đó, nhiều lúc muốn bỏ cuộc và muốn bỏ cuộc. Tại vì sao vậy? Tại vì mình có cái kỳ vọng là mình vô hành thiền phải được tinh tấn, phải được thích lúc và giãn lại. Nhưng mà rồi khi mà vị thiền sư dành cho mình một cái thời gian, một cái không gian nào đó mà mình cảm thấy quen và cảm thấy thích nghi, tự mình thích nghi, tự mình tạo ra được một cái cuộc sống rồi, thì nó sẽ đi đến tình trạng là mình quá quan hệ, quá an lạc, quá thích thú, là cảm thấy nhẹ nhàng. Và trong nhẹ nhàng đó thì bây giờ mình trở ngại mới. Và cái trở ngại mới đó là mình lại dễ dàng để tự mãn, để thỏa mãn, để cảm thấy rằng ồ mình được như vậy là quá hay, quá tốt, và mình chỉ muốn tiếp tục như vậy. Trong cái cách tu của Phật giáo đó, gọi là cách tu trung đạo, mà cái trung đạo mà đối với một người hành thiền đó là không tự làm khổ mình nhưng mà cũng không tìm đến những cái gì làm cho mình thỏa mãn. Đó là lý do tại sao mà những người Tây phương hành thiền của Phật giáo họ hay bị kẹt một vấn đề đó là họ hay nghĩ thiền định là một cách để là đạt đến cái mức độ relaxation. Relaxation tức là một cái trạng thái thư giãn. Ví dụ như là hành thiền một lúc nào đó, con người cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy hưng phấn, cảm thấy dễ chịu. Ra thì họ coi cái đó là mục đích là cứu cánh, họ không nghĩ gì hết. Nhưng mà khi đến đó thì lúc bây giờ một người nào mà thỏa mãn với việc đó thì có vấn đề. Tại vì sao vậy? Cái chánh niệm đó là một trạng thái tiếp tục đi tới, giống như mình đi đường ở trên con đường đó, có đoạn xấu, đoạn tốt, đẹp, đoạn xấu, không phải nó đẹp rồi mình ở thẳng, cũng phải có xấu, còn bực bội, nó xấu chứ chỉ là một đoạn đường, nó tốt chỉ là một đoạn đường. Nói như vậy thì nghe nó kỳ quá, nhưng mà kỳ thật thì cũng trong cái thiền ngữ đó nó là walk and move on, tức là hãy tiếp tục đi tới, tiếp tục và tiếp tục, cái tiếp tục đi tới. Các vị nào mà nghe chúng ta đọc cái kinh Gò Mối, một cái vị Bà La Môn bảo người có trí là đào lên tấm vải thấy con đường hai ngàn, thấy biển tịch, thấy vải lộc biết, vân vân. Nhưng mà rồi cái quan trọng phải là thấy rằng ngập yên đó, cái đào đi cho đến khi nào đụng cái lông mặt, và khi đụng cái lông mặt tức là đã đến đầu á thật sự rồi.
thì vị biết là sanh đã tận trọn hay đã thành thì hãy để yên đó, không cần phải tiếp tục nữa. Nhưng mà đến cái mức độ mà hãy đạt đến là sanh đã tận trọn hay đã thành là chuyện khác, ở trong cái thực bi đó là chuyện khác. Nhưng mà riêng đối với tôn giả Sariputta, tôn giả Sariputta, ngài đạt đến chỗ rất là ảo diệu ở trong 10 tháng này. Thật ra tôn giả chỉ nghe Đức Phật có hai bài kinh thôi, nghe Đức Phật có hai bài kinh thôi. Nhưng mà dựa trên hai bài kinh đó, tôn giả hiểu rất rõ là mỗi một cái giai đoạn, mỗi một cái thành tựu, mỗi một cái thể chứng, tất cả là đối tượng của quán chiếu, đối tượng quán chiếu không hơn không kém. Dĩ nhiên là theo ở trong sớ giải đó thì tôn giả Hạ Tất Đà là một thành tựu mà trong nhiều đời kiếp đó, có thiện chí rất cao, và trong kiếp chót đó, là ngài cũng từ bỏ phạm thiên sanh xuống. Thật ra thì trong kinh có hai vị đệ tử Phật mà gọi là đồng trang lứa và điều chỉnh kinh Phật là ngài Sát Lợi Phất và Mục Kiền Liên đó. Nhưng mà trong kiếp chót đó, thì ngài Mục Kiền Liên từ mới vừa đi cùng sanh lên và ngài Sát Lợi Phất từ bỏ phạm thiên sanh. Và trong cái trình độ từ gọi là tâm thuật, ngài có trình độ tâm thuật rất cao. Ngài trình độ tâm thuật và giả thỉnh chư tọa từ xin Hoa Kỳ tiếp tục cái trình thuyên soạn. Xin lỗi quý vị, chư tọa từ xin cũng rất là cố gắng, nhưng mà có nhiều khi thì nó cũng là quý vị có thấy tổ chức siêu đang có mặt ở trước mắt không? Bạch sư tổ chức siêu thường tỏ có nghe lại không? Dạ vâng. Dạ. Cái thầy gọi là chật ẩn, chật hiện, chật đến, chật đi. đôi khi nó dẫn chứng. Có nhiều bữa quý vị không cảm thấy các vị giảng sư là nhiều lúc và làm việc với cái phao thấp những cái kiên nhẫn của thật. Thì tôn giả Sát Lợi Phất thì ngài là một cái vị sanh lại từ cõi phạm thiên, thật ra cái trình độ mà tu chứng là rất là cao. Thế nhưng mà ngài là không bị chặt trong ngài nhờ có cái trí tuệ, và ở mỗi một cái thì chính mỗi một cái giai đoạn thì ngài đều để quán chiếu vào cái tuệ giác siêu việt. Để tự giác siêu việt chẳng hạn những pháp này nó có đến, có đi, có sanh, có diệt. Và ngài thành tựu cái kiến cao cả nhất. Khi đấy thì Tổ Thị Siêu có chắc đến một đoạn ở trong sơ giải mà chúng tôi muốn nhắc lại tại đây, đó là bản thân của tôn giả Sát Lợi Phất đó, ngài có những cái mà có cái giá trị cao siêu, mà giá trị cao siêu đó nó nổi trội bằng con mắt thường của những người thấy được. Ví dụ như là về khiêm tốn, về cái tâm từ mẫn, bi mật ở trong cái việc mà giảng dạy của một nhà giáo, của một bậc thầy, hay là cái chiều rộng của trí tuệ. Cái gì đọc ở đây kinh, trong kinh không phải là trong kinh không, còn ngay cả khi chúng ta nghe nhiều vị giảng, cái việc giảng hay nói về ngày sáng đó là ngài không có hiểu rõ căn tính của chúng sanh vân vân, thì ngay cả những vị đọc kinh như vậy thì cũng không có tuyên dương hết được cái trí tuệ cao siêu của ngài. Dĩ nhiên là so với Đức Phật thì ngài sẽ là bất công bằng rồi. Nhưng mà ở trong cuộc đời này đó, nếu mà ngoài Đức Phật ra thì Ngài Sát Lợi Phất là một vị tôi là đệ nhất trí tuệ ở trong cái thời đại của chúng ta. Nói đến chuyện này thì thưa quý vị, chúng tôi có một cái kỷ niệm mà là do chúng tôi rất là xúc động và đặc biệt, là chúng tôi được mời sang Bồ Đề Đạo Tràng để làm một cái nhiệm vụ cung nghiêm sáng lợi của tôn giả Sát Lợi Phất và Sư Lâm Kỳ Nghĩa. Hai viên sáng lợi này đó là đã được nghe cả cổ Ấn Độ khai quật từ Pháp Sơn Chi.
Asachi là tháp của vua A Dục đã xây cất ở tại cái quê hương của hoàng Mahinda, tức là vị hoàng tử Mahinda không qua được. Những vị khi mà họ khai quật thì họ đã đem được cái thanh và bên anh đã giao lại cho hội cho Ấn Độ, và Ấn Độ giao cho hội Mahapur. Và hai vị sát lợi đó hàng năm đó, người ta cùng tổ chức tiểu khung lên ba vòng mùa đề đạo sản, và năm đó chúng tôi vừa sản thì thứ vì kể ra chúng tôi cũng có một chút đặc biệt. Chúng tôi được phức tạp thì không phải là một điểm thú vị, nhưng mà chúng tôi xem đó là một ở trong cái việc rất là đáng nhớ được chúng gặp là chúng tôi đã hướng dẫn một số ở Việt Nam và rất là Việt Nam là bảo trợ cho cái vụ đi đi giới thiệu đó vào ở bên trong cái chùa Tức La, chùa do ngài Thamma Phá xây dựng đầu tiên ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, đảnh lễ chiêm bái các lời của ngài các lời Phật tử Thiện Liên. Và sau đó thì có ba con voi để cung kính xá lợi đi ba vòng. Dạ, ô dạ, thấy thượng tọa thưa sư rồi. Dạ, xin kính thỉnh thượng tọa thưa sư. Xin lỗi quý vị, hôm nay chúng tôi gặp trục trặc nhiều quá, lâu. Bây giờ xin thỉnh thượng tọa giác đẳng quan hỷ soạn cho những cái câu hỏi thảo luận, bởi vì chúng tôi chỉ nói thêm một vài điều trước khi trong khi thượng tọa đặt cái câu hỏi. Kính thưa quý vị, trong bài học của chúng ta đó thì có đề cập đến một cái vấn đề là nữa là cái tỳ kheo Sariputta vượt khỏi hoàn toàn phi tưởng phi vị tưởng xứ, chứng vạn trú diệt thọ tưởng định, sau khi thấy với trí tuệ thì các lậu hoặc được đoạn tận. Ở cái điểm này chúng ta phải hiểu như thế này nè. Là nếu như vậy có nghĩa là tôn giả Xá Lợi Phất ngài vượt, sau khi đã chứng và đã vượt qua phi tưởng phi tưởng xứ rồi, cái ngài đắc được, ngài nhập diệt thọ tưởng định được, rồi sau đó mới đắc A La Hán. Thì chúng ta hỏi rằng là vì sao ngài chứng diệt thọ tưởng định trước để đắc A La Hán sau? Ở đây thưa quý vị, người mà nhập diệt thọ tưởng định đó có hai, tức là bậc tam quả A Na Hàm và bậc tứ quả A La Hán, sau khi đắc thiền phi tưởng phi tưởng xứ. Trong trường hợp này tôn giả đã an trú diệt thọ tưởng định lúc đó,
ngài đã đắc đắc quả A Na Hàm. Ngài đắc quả A Na Hàm. Bởi vậy cho nên sau khi vượt khỏi phi tưởng như tưởng xứ chứng và trú diệt thọ tưởng định, Nirodhasamapatti, thì sau khi thấy với trí tuệ các lậu hoặc được đoạn tận, như vậy một cái chi tiết mà chúng ta cần phải hiểu ở đây là riêng về tôn giả Sariputta, ngài chứng và trú diệt thọ tưởng định Nirodhasamapatti trước khi đắc A La Hán, nghĩa là trong lúc đó ngài chỉ mới có quả vị A Na Hàm thôi là ngài đã chứng. Tuy nhiên còn có một vấn đề nữa mà chúng ta cũng phải lưu ý. Quý vị gặp chúng tôi thì chúng tôi hay đưa ra những cái điều khiến cho quý vị thắc mắc hoài. Cho nên sau này chắc có lẽ là quý vị thích nghe thượng tọa Giác Cảnh nói hơn chúng tôi. Ở đây thưa quý vị, mặc dù ở trong đoạn kinh này thì nói là sau khi chứng và trú diệt thọ tưởng định rồi, tôn giả Sariputta thấy với trí tuệ các lậu hoặc được đoạn tận, nhưng mà trong chú giải cũng xác định giải trong bộ kinh xác định rằng ngài Sariputta phát triển tuệ quán tuần tự đi sâu vào các pháp nhờ thiền chứng, tức là thiền chỉ như sẽ mô tả. Còn nửa tháng nói ở đây là kể từ lúc mà tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Sariputta xuất gia theo Đức Phật cho đến lúc ngài chứng quả La Hán. Và ngài chứng quả La Hán trong khi nghe Đức Phật giảng to, người chú của ngài là Đi Khát Nặc Hát, tức là trường trảo, về cảm thọ. Lúc đó tôn giả Sariputta đứng ở sau lưng Phật, đứng hầu Phật. Cái này là trong bộ kinh, bài kinh 75 quyển 1 thì ở quyển 2 kinh Trường Trảo. Thì ở đây thưa quý vị, nó có hai vấn đề. Theo trong bài kinh này thì cứ mỗi một tầng thiền như vậy, ngài Xá Lợi Phất ngài có tuệ quán, tuệ quán khởi lên nhận thức và tiếp tục như vậy cho đến khi chứng và trú được diệt thọ tưởng định, rồi với trí tuệ ngài đoạn trừ các cái lậu hoặc, đoạn trừ lậu hoặc, các lậu hoặc được lậu tận, tức là đắc A La Hán. Thì ở đây trong trường hợp này đó,
chúng ta chỉ thấy như vậy, còn cái việc mà ngài chứng ngay khi đó hoặc là chứng sau khi đó, lúc mà ngồi, lúc mà đứng nghe đứng học Phật mà nghe Đức Phật ngài thuyết cho Bà La Môn Trường Trảo đi khắc nặc khắc, bài kinh Đa Thọ, thì trong trường hợp này là ngài sẽ là Phật, ngài nghe xong ngài chứng A-la-hán. Thì như vậy một là do tuệ quán mà ngài đoạn trừ được, đoạn tận được lậu hoặc, chứng A-la-hán. Còn hai là do nghe cái bài kinh mà Đức Phật ngài thuyết cho người chú của ngài. Thì ở hai điểm đó thôi. Và bây giờ thì xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại để điều hợp câu hỏi, bởi vì chúng ta còn ít thời gian. Xin thỉnh Thượng Tọa. Sa thủ cái chân Thượng Tọa Thượng Sư. Bạch Thượng Tọa Thượng Sư, nhân Thượng Tọa còn ở trước máy, xin Thượng Tọa hoan hỷ giải thích câu trong những cái tư vấn trong câu số 1, rồi sau đó tọa đi nghiệp. Ở đây Đức Phật ngài ca ngợi Tôn giả Xá Lợi Phất là bậc đại tuệ, quảng tuệ, khí tuệ, tri tuệ, lợi tuệ và quyết trạch tuệ. Thì có những chữ mà tương đối rất là dễ hiểu, gần gũi với quý Phật tử, nhưng có những chữ cũng hơi lạ. Và những điều này đó chỉ là một cách nói, hay là mỗi một cái thứ trí tuệ đó nó lại được được nên được hiểu nên được hiểu một cách khác đi. Xin kính thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ trở lại. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Chúng ta còn khoảng 20 phút nữa. Mà Thượng Tọa Gia Đẳng cho chúng tôi trả lời câu hỏi để xong tỉnh đi nghỉ. Chắc 20 phút nữa là nghỉ một lượt luôn. Cả lớp đều nghỉ một lượt. Chứ không phải mình chúng tôi nghỉ. Kính thưa quý vị, những từ mà chúng ta hiểu rồi thì chúng tôi không có nói. Như là chữ đại tuệ Mahapanya, đủ quảng tuệ Puthupanya, nhưng mà mấy cái này thì nó khác khác nhau hết, cho nên cũng phải dạy, phải dạy luôn rồi thưa quý vị. Ở đây thế nào là quán tuệ? Thế nào là đại tuệ? Cái tuệ lớn, lớn mạnh. Ngài thẩm sát giới quẩn
tuệ quẩn giải thoát, quẩn giải thoát tri kiến quẩn. Và Ngài có cái trí tuệ biết rõ sự kiện và phi sự kiện, tha nát tha na lý. Thí dụ như một cái sự kiện hợp lý xảy ra là các pháp huy là vô thường, cái đó gọi tha nát. Còn cái một cái sự kiện một phi lý, một cái điều phi lý là khi nó khi mà nói rằng các pháp hữu vi là thường còn, cái đó là phi lý. Trong Tăng Chi Bộ Kinh chúng ta có đến một chương và Đức Phật Ngài đã giảng về những cái điều hợp lý và những điều phi lý. Cái điều hợp lý là những điều có thể xảy ra, có xảy ra, chắc chắn xảy ra. Còn những điều phi là những điều không thể xảy ra. Với trí tuệ lớn là biết rõ như thế. Rồi biết rõ về cái sự nhập thiền, biết rõ về tứ đế, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ di túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, được các cái sa môn quả. Ngài biết được các cái thân trí, Ngài chứng được các thân trí và Ngài chứng được niết bàn tối thượng. Thì cứ vấn và biết rõ nhiều vấn đề như vậy đó, gọi là trí tuệ lớn. Còn cái trí tuệ rộng đó, quảng quả tuệ là trí tuệ rộng. Trí tuệ rộng ở đây đó là cái trí tuệ mà biết rõ cái sự vận hành của các quẩn khác khác nhau. Na nắc na na khăn thê sụ nha năng và quá ta tì, gọi là cú thúc về nhà. Cái sự sai biệt của các quẩn, sự sai biệt của các giới, của 18 giới gọi là nana tha thú, nana ayatana, nana thê su, nana paticca samuppada su. Tức là cái trí tuệ mà biết rõ quẩn sai biệt, giới sai biệt, xứ sai biệt, nghĩa sai biệt, y tương sinh, tức là thập nhị duyên, duyên sai biệt, rồi Ngài biết rõ về nghĩa đặc thông sai biệt, pháp đặc thông Patisamvida, bốn cái Patisamvida, ngữ đặc thông, biện đặc thông. Ngài biết rõ cái sự sai biệt, nghĩa là khác khác nhau giữa cái giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn, giải thoát tri kiến quẩn khác khác nhau. Ngài biết rõ, đó gọi là trí tuệ rộng lớn, trí tuệ rộng gọi là quảng tuệ. Thì ở đây cũng có đề cập đến, ngoài những cái đó ra đó mà không được nói đến ở trong Mahapanya đó, thì Bhuthupanya đó, quảng tuệ đó, là biết thêm những cái trường hợp như là
Ngài quán triệt về bốn đạt thông, còn lại bao nhiêu thì nó giống như là quán tuệ gì, nó giống như là đại tuệ gì. Còn ha svanya tức là hỷ tuệ đó, cái chữ hỷ tuệ ở trong chú giải giải thích là y thê cái chỗ ở đây có một hạng người khi mà viên mãn về giới thì có nhiều cái sự quan hỷ, nhiều cái cảm thọ, nhiều cái sự hân hoan. Ha sambhulu quê đa pa hu lô tu thi pa hu lô và mô cha pa hu lô si lăng pa ri pu ri thi in ri giác sang quả răng pa ri pu ri hô cha nam hi ma tô. Tức là ở đây thưa quý vị, nói chung cái trường hợp này, cái gọi là hỷ tuệ ha svanya là lấy cái tên chiếc bán cái trí tuệ mà biết rõ một số người khi mà viên mãn về giới, viên mãn về thu thúc lục căn, viên mãn về thiết độ ẩm thực, viên mãn về tỉnh thức, viên mãn về giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn, giải thoát quẩn, giải thoát tri kiến quẩn. Một số người thì là như vậy. Cho nên cái chữ ha sát có hô lô lấy chữ ha sát mà ghép vào với cái chữ pa nha để cho thành chữ ha svanya. Lại nữa, với cái trí tuệ quan hỷ hay là hỷ tuệ, Ngài biết rõ một người sau khi thấu triệt lý và phi lý thì phát sanh, thì có nhiều cái sự quan hỷ hân hoan. Một số người họ viên mãn về cái sự nhập định, Ngài biết rõ, thấu triệt, một số người thấu triệt về tứ đế, về tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, ngũ vân. Cái đó gọi là hỷ, hỷ tuệ. Còn gọi là tiệp tuệ đó, trong anh á, bài nhà đó, thì cái trí tuệ bén nhạy khi bằng trong cái tì tích
Chawanapanya tức là quán cái gì? Sapang rupang anicchato, quán nhanh biết rõ các sắc là vô thường, mỗi sắc là vô thường, là khổ, là vô ngã. Thọ, tất cả thọ dù quá khứ hiện tại vị lai, thọ tưởng hành thức của vị, biết sắc thọ tưởng hành thức là vô thường, là khổ, là vô ngã, biết một cách nhậm lẽ như vậy thì cái này gọi là cho quán áp ở nhà. Tóm tắt còn giải nhiều lắm thưa vị, ở trong chú giải nhiều quá mà chúng ta hết giờ rồi. Còn bây giờ cái chữ lợi tuệ tích khí bệnh nhà tức là cái trí tuệ nhanh chóng cắt đứt phiền não. Trí tuệ mà ngăn chặn dục tầm đã sanh, sân tầm đã sanh, hại tầm đã sanh, các ác bất thiện pháp đã sanh, ái tham sân si hận diệm pha não hại ghen tị bốn xẻng vân vân. Tức là cái nào mà đã hiện khởi thì cái đó vị đó có cái trí tuệ để mà cắt đứt một cách ngọt thì cái đó chúng ta gọi tích khắp bài nhà. Tích khắp bài nhà cũng giống như là một người khi mà họ cầm cái rựa hay là cái dao bén, họ đi ở trong rừng đó thưa quý vị, hễ mà có cái dây leo hay có nhánh cây mà nó cản ngăn ở phía trước, họ phát một phát là đứt, phát một phát là đứt, họ đi tới đâu là dọn đường trống trải đến đó. Thì như vậy được gọi là tích khắp bài nhà. Chúng ta thí dụ gì, phiền não là những cái chướng ngại mà những cái phiền não khởi lên thì vị này có cái trí tuệ cắt đứt một cách ngọt. Cắt ngọt á được gọi là khí bát, gọi là tích khí. Tích khí bên nhà, chữ tích khí, chữ tích khắc bên nhà đó, chữ tích khắc nó đồng nghĩa với chữ khí băng là nhanh, nhanh lẹ. Thì cái trí tuệ mà cắt đứt những ác bất thiện pháp một cách ngọt xớt đó, chúng ta cái dao thật là bén, cái gươm thật là bén, chặt cái gì cũng bén ngót đó, thì cái đó chúng ta gọi là tích khắc. Thì do đó cái trí tuệ mà bén ngót cắt đứt phiền não và cái ác vận thì pháp đã sanh, thì trong trường hợp này được gọi là tích khí bên nhà. Còn cái trường hợp gọi là quyết trạch tuệ
Xin hỏi quý vị, phải cái chữ quyết trạch tuệ à? Quyết trạch tuệ ở đây có một số người thì đối với tất cả pháp hành đó thì có cái sự ghê sợ, sợ hãi, không quan hỷ, không vui thích, nói chung là cái trí tuệ nhận thức rõ về pháp hữu vi hay là về tham, về sân, về si, hay là tất cả những cái nghiệp mà dẫn đến sanh hữu. Phật giáo Gamikami thì vị đó có cái trí tuệ biết chính xác cái đó là như vậy, các hành là khổ là như vậy, tham sân si nó tàn hại là như vậy, những cái nghiệp thiện hay bất thiện và thuộc về hiện thế nó đưa đến sanh hữu, vì nó biết rõ là như vậy. Thì trong trường hợp đó gọi là quyết trạch. Cái chữ niết bê thi cá đó xài ở trong mạch văn và cần dùng cái động từ gọi là niết bê thi cá. Nipicchati là chữ ni và chữ vi tha, tức là đâm xuyên, chọc thủng hay là thấu qua. Thì như vậy cái trí tuệ mà chọc thủng những cái pháp đó, hiểu thấu những cái pháp đó, như vậy gọi là quyết trạch Phật, quyết trạch tuệ, quyết trạch tuệ. Thì với những cái trí tuệ này, tôn giả Sê Vô Tá ngài có đủ hết. Đó nghĩa là như vậy thôi. Thì chúng tôi chỉ có một vài điều để chia sẻ với quý vị. Sao chú kính trưng chú tập tiểu sư. Bây giờ tỉnh thương tòa tiểu sư đi nghỉ, phần còn lại thì đi MC sẽ lo. Trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay ở tại đây đó, thì xin được
nhắc lại một lần nữa là có đôi khi trong chuyện Hán đó, thì nó rất là đẹp, rất là tốt, nhưng mà đôi khi quý Phật tử thấy hơi khó hiểu đó. Chúng tôi xin nhắc lại, tại đây có một số từ là chữ Mapanya là bậc đại tuệ, dạ, đại tuệ chúng ta hiểu tức là bậc trí tuệ to lớn. Rồi cái chữ Kutupanya là bậc quán tuệ, là trí tuệ cao rộng. Rồi Hasupanya là bậc hỷ tuệ, tức là trí tuệ hưng phấn. Chavanapanya dịch là bậc tiếp tuệ, có nghĩa là bậc trí tuệ nhân lẽ. Tikkhapanya là bậc lệ tuệ, là trí tuệ sắc bén. Và Nipetipanya là trí tuệ quán triệt hay trí tuệ xuyên thấu. Đó là một vài chữ, tại có nhiều hỏi chúng tôi xin nhắc trả lời như vậy. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính chưng thượng tọa tuổi siêu đã vào room để giảng dạy ngày hôm nay. Đảnh lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Tham Gia. Sa thú lành thay, con Thanh Thủy thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư tôn đàm mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý óc điểm trợ cho các phần hành trong lớp học được bằng cấp mỹ mãn. Chúng con kính chúc tiêu tôn đức thân tâm thường